quý vị và các bạn, lần đầu về Việt Nam thì Ruby Roman, một loại nho của Nhật từng được bán với giá hơn chục triệu đồng một chùm với số lượng nhập khá là hạn chế. Và điều đáng nói là những ngày vừa qua thì loại nho độc quyền của tỉnh Ishikawa này hiện nay lại đang được bày bán tràn lan tại Việt Nam nhưng giá thì chỉ bằng có một phần mười so với trước đây. Vào thị trường Việt Nam gần đây thì xuất hiện nhiều sản phẩm được giới thiệu là Nho Ruby Roman Nhật với mức giá niêm yết ở mức là 550.000 cho tới 700.000 đồng một chùm, khoảng 400 cho tới 700 gram. Nho này được đóng theo thùng, mỗi thùng có hai chùm nho được đặt vào hộp nhỏ. Loại nho này số lượng có hạn nên thường chỉ có khách nào đặt trước thì mới có hàng. Hầu hết các cửa hàng trên thị trường đều giao bán loại nho này là giống Nhật trồng ở Đài Loan. Một số khác còn để hình ảnh các khay nho in chữ Uchikawa, tức là hàng được nhập từ tỉnh trồng nho Ruberoman nổi tiếng của Nhật Bản. Nhiều cửa hàng khẳng định nho này là của Nhật, thế nhưng nhiều đầu mối lâu năm trong nghề nghi ngờ đây là giống nho khác nhưng được gắn mát là Ruby Roman và nếu như giá rẻ thì chắc chắn là không thể là giống nho đắt nhất trên thế giới. Để có thể mua được loại nho đắt đỏ ở tỉnh Ishikawa của Nhật Bản này thì các đại lý tại Việt Nam đã phải mua lại từ các nhà bán sỉ đã đấu giá thành công ở Nhật. Ngoài ra thì ngay tại Nhật Bản, nho này được trồng với số lượng hạn chế và gần như độc quyền. Sau đó mỗi năm, những chùm chất lượng nhất được bán đấu giá với mức cao kỷ lục, có khi lên tới gần 250 triệu đồng, tức là hơn 10 triệu đồng chỉ cho một quả nho. Mức giá được cho là đắt nhất trên thế giới hiện nay.